Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, Zika Audio xin chào anh Đạt nhé. Vâng, anh ở Hải Tân, Hải Dương ạ. Vâng, sau khi anh xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái mic không dây cao cấp của dòng gia đình, đó là Shure UGX925A. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Đạt nhé. Vâng, thì anh Đạt ạ, đây là cái mic không dây Shure UGX925A đấy ạ. Vâng, bên em đã bỏ sẵn ra để bên em test trước khi gửi cho anh. Vâng, hộp xốp vẫn còn nguyên đấy ạ. Vâng, và đây là hai tay mic bên em đã để sẵn ở đây, bên em test cho anh. Vâng, anh Đạt, đây là cái đầu thu đấy ạ. Đầu thu rất là đặc biệt. Nhìn hàng ao giống cái đầu VCD ngày xưa. Vâng, hai thu anten đấy ạ. Vâng, anh Đạt nhé, đây là mã này, mic không dây Shure này, UGX925 là mã này. Đấy ạ. Vâng, em bật thử lên em alo nhé, để anh Đạt cùng quý vị trải nghiệm mic nhé. Cao cấp gia đình Shure UGX925 là mã. Vâng, đây thì là tay cầm đây ạ, vòng màu vàng rất là đẹp. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2. Alo 1 2 3 4 5 6. Vâng, thì anh Đạt cho cái mic này bên em thử cả hai tay mic đều ok hết anh nhé. Vâng, đều hoạt động đều rất là tốt. Hai mic bên em đều kiểm tra sẵn rồi. Đây là video em chỉ giới thiệu lại sản phẩm mà anh Đạt đã chọn lựa thôi ạ. Về cái mic Shure UGX này thì đây là dòng 6 số gia đình, rất là đẹp, được ngắt trong 3 giây khi chúng ta không sử dụng, rất là tiện ích. Còn đây là dòng 6 số anh Đạt này. Còn đây là dòng 6 số anh Đạt nhé. Thì tất cả những cái kênh này bên em đã dò sẵn cho anh rồi, anh chỉ về chỉ việc kết nối pin và là hoạt động thôi. Và anh kết nối với vang mà anh cho lựa cái sản phẩm vang bên em. Vâng, trước đây anh Đạt anh có mua một bộ dàn karaoke bên Zika Audio. Vâng, thì em cũng đang kết nối với cái vang Kolesia KM5X giống anh đã chọn lựa với ở bên Zika Audio đấy ạ. Vâng, mic này thực đặc biệt là hát rất là nhẹ tiếng, rất là bay. Vâng, quảng cáo em chờ tí quảng cáo ạ. Vâng, về dòng Shure UGX925A này không phải bàn gì ạ, vâng, dòng gia đình rất là hay. Hát rất là nhẹ, không gây mệt cho người hát. Người hát vô tư, thoải mái, thỏa sức đam mê của mình. Vâng, anh Đạt, hiện tại cái mic không dây Shure UGX925A này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng vào hộp gửi cho anh sớm nhất. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Đạt và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, xin chào anh Đạt và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.